Nhằm chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26, AM hẹp 26, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra phiên họp chủ bị của các quan chức kinh tế cao cấp SEOM. Tại buổi họp SEOM chủ bị, các quan chức kinh tế đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng để báo cáo lên AM hẹp 26, bao gồm những nội dung như thảo luận và thông qua các sáng kiến ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, ra soát và thống nhất các ưu tiên thường niên năm 2020 của ASEAN trong kênh kinh tế, thảo luận nhằm tìm giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại trong hợp tác nội khối ASEAN và ASEAN với các đối tác ngoại khối. Điểm nhấn của Hội nghị SEOM chủ bị là 13 ưu tiên do Việt Nam đề xuất trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ được đưa ra thảo luận tại AEM hẹp 26 trước khi thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm nay. Các ưu tiên này cơ bản dựa trên 3 định hướng chính: thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững, và nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN để giải quyết các thách thức mới đối với ASEAN, nhất là diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Đoàn Việt Nam đã đưa ra đề xuất phải đa dạng các chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc vào một chuỗi cung ứng.